So sánh bằng trong tiếng Anh. Đối với TOEFL thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái cấu trúc của so sánh bằng. Thì để dễ hiểu hơn thì mình sẽ trình bày và thể hiện như sau. Chúng ta có S này, cộng verb, rồi sau đó cộng với S, cộng với so sánh bằng, cộng S, rồi cộng với O. Ở đây thì chúng ta quan tâm như sau, chỗ này. Thì đối với so sánh bằng chỗ này thì nó có thể là một tính từ, có thể là một trạng từ và có thể là một danh từ. Thì các bạn quan tâm cái chỗ SE này, SS. Thì đối với có một cái chú ý đối với so sánh bằng như sau. Nếu động từ nó ở thể phủ định có nghĩa là S cộng với trợ động từ mà có từ not ấy, not rồi sau đó cộng với ấy, thì đây chính là phủ định ấy. Thì từ S đầu tiên nó sẽ chuyển thành từ từ sâu, rồi sau đó là so sánh bằng, rồi cộng với S cộng O. Thì ở đây thì chúng ta chỉ cần liên quan nếu mà có từ not thì sẽ là chuyển thành từ sâu. Đối với TOEFL thì chắc chắn nó phải chuyển thành từ sâu. Khi mà có các bạn thấy là so sánh bằng mà có từ not mà nó gạch chân chỗ này mà chỗ này nó là từ S thì phải là sai ngay. Chúng ta phải chuyển thành từ từ sâu tương ứng. Xin chào các bạn.